Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, không khí lạnh bắt đầu suy yếu, vì vậy mà từ trưa chiều nay, mưa giảm nhanh tại Bắc Bộ, trời hứng nắng yếu, nhiệt độ có tăng nhưng không cao, dao động trong ngưỡng từ 26 tới 29 độ là phổ biến. Dự kiến trong ngày mai, ngày mùng 2 tháng 5, thì mưa sẽ giảm nhanh chóng, ngày có nắng nhiều hơn và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ từ 2 tới 3 độ. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến trong khoảng từ 29 tới 32 độ. Riêng tại khu vực phía Tây Bắc Bộ có nơi có thể lên đến 33 độ. Đêm qua và sáng nay, ở các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Riêng các tỉnh từ Nghệ An tới Quảng Bình có mưa to đến rất to. Từ ngày mai, không khí lạnh suy yếu, hội tụ gió trên cao sẽ không còn, thì trời sẽ lại có nắng và nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 29 tới 32 độ. Trong khi đó thì các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào tới Bình Thuận, trời ít có mưa và có nắng vào trưa chiều, với nhiệt độ cao nhất tại đây dao động trong ngưỡng từ 31 tới 34 độ. Phải về đêm và sáng sớm thì thời tiết mới dịu mát hơn. Ở phía Nam, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ do tác động của vùng nhiễu động gió đông từ biển di chuyển vào, nên thời tiết các tỉnh thành thuộc khu vực này sẽ chủ đạo là ngày có nắng gián đoạn, với nhiệt độ cao nhất phổ biến ở trên mức 30 độ. Đến chiều tối và đêm thì trời chỉ còn mưa xuất hiện cục bộ ở vùng cao nguyên và xảy ra rải rác tại Nam Bộ, nhưng trong thời đoạn ngắn. Tuy nhiên, cục bộ vẫn có những điểm có mưa với lượng khá, kèm theo hiện tượng sấm sét và gió giật mạnh. Nên bà con, đặc biệt là vùng ven biển phía Nam, cần lưu ý. Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên theo chiều, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long tăng dần và có khả năng đạt mức cao nhất. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết của các vùng trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào sau có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời mát, nhiệt độ thấp nhất từ 19 tới 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 tới 27 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Trời mát, có nơi trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 19 tới 22 độ, có nơi dưới 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 tới 27 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 28 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, sáng có mưa, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to và dông, sau có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh, trời mát, vùng núi có nơi trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 19 tới 22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 tới 27 độ, có nơi trên 27 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc từ Thanh Hóa tới Quảng Bình, ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 21 tới 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24 tới 27 độ, phía Nam từ 27 tới 30 độ, có nơi trên 30 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông, Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 23 tới 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 tới 34 độ. Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 19 tới 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 tới 34 độ. Nam Bộ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Tây chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 24 tới 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 tới 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5, sáng có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực biển từ Bình Định tới Ninh Thuận, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đông bắc cấp 3 cấp 4. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió nhẹ. Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Quần đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Quần đảo Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió đông cấp 3, cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió nhẹ. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.